Triệu Lệ Dĩnh bị chấn thương trên phim trường Dã Man Sinh Trưởng, nhìn bước đi đau đớn khiến fan xót xa. Sau khi xuống xe, Triệu Lệ Dĩnh đã đặt tay lên eo với những bước đi khập khiễng đau đớn. Nhìn khoảnh khắc này, người hâm mộ không khỏi xót xa cho thần tượng của mình. Theo một số nguồn tin, dự án phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang trong giai đoạn hoàn thiện những cảnh quay cuối cùng. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bức hình của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc một chiếc áo khoác dài, đội mũ và đeo khẩu trang bịt kín mặt. Ngay khi xuất hiện, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Những người yêu mến và theo dõi nàng tiểu hoa đáng đều có thể dễ dàng nhận ra trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh có gì đó bất thường. Có vẻ như chấn thương trên lưng tái phát, nên sau khi xuống xe, nữ diễn viên đã đặt tay lên eo với những bước đi khập khiễng đau đớn. Trong quá trình quay bộ phim Cung Tỏa Trầm Hương, Triệu Lệ Dĩnh đã ngã từ trên lưng ngựa xuống, đau đến mức không thể đứng dậy được. Cho đến tận bây giờ, cú ngã đó vẫn để lại di chứng chưa thể chữa khỏi. Vậy nên không ít lần người hâm mộ chứng kiến Dĩnh Bảo bị đau ở thắt lưng mà không khỏi xót xa. Một số khán giả đã để lại bình luận xót cho thần tượng, vết thương của Tiểu Dĩnh vẫn chưa lành sao, thương quá. Nhìn biểu cảm của cô ấy, tự dưng tôi cũng thấy thốn thốn ở lưng luôn, chắc là đau lắm. Phải đau cỡ nào thì Triệu Lệ Dĩnh mới để lộ cảm xúc như thế, hy vọng cô ấy vẫn ổn. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, hy vọng Triệu Lệ Dĩnh quan tâm nhiều đến sức khỏe hơn. Mặc dù Dã Man Sinh Trưởng vẫn chưa hoàn thành, nhưng với những phần giới thiệu câu chuyện và tình tiết phim, khán giả vẫn cảm nhận được cảm hứng và năng lượng tích cực. Hy vọng với sự chăm chỉ nhiệt tình, Triệu Lệ Dĩnh và Dã Man Sinh Trưởng sẽ đạt được một kết quả tốt khi phát sóng. Cách đây vài ngày, ekip sản xuất phim truyền hình Dã Man Sinh Trưởng cũng đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi hé lộ hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc đồ mùa đông xinh đẹp trên trường quay. Dù những bức ảnh được chụp với chất lượng khá thấp, nhưng nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến netizen phải trầm trồ. Mặc áo ấm, đội mũ lông lớn, Triệu Lệ Dĩnh khoe tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn cùng bờ môi đỏ mọng. Dù đã bước sang tuổi 35 nhưng bà mẹ một con vẫn xinh đẹp như thời mới đôi mươi. Đây là một trong những tạo hình phú bà mà ekip sản xuất dành riêng cho Triệu Lệ Dĩnh. Netizen nhận xét rằng sau loạt vai diễn ngốc bạch ngọt và nữ cường thì lần này Triệu Lệ Dĩnh quyết trở thành phú bà để khuấy động màn ảnh. Trở lại showbiz, sau thời gian dài vướng bận chuyện gia đình, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tích cực hơn trong diễn xuất. Nữ diễn viên đã đóng chính trong 4 bộ phim gồm Hữu Phỉ, Dã Man Sinh Trưởng, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Ai Là Hung Thủ. Dã Man Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ, kể về Hứa Ban Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Ban Hạ làm công việc thu mua gang thép, từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh. Qua những hình ảnh đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh trong phim, hầu hết khán giả đều bằng lòng với tạo hình đậm chất soái tỷ, đầy mạnh mẽ và thông minh. Đây hứa hẹn là một bứt phá cho thấy tài năng biến hóa của Triệu Lệ Dĩnh sau loạt phim ngôn tình lãng mạn. Tuy nhiên, việc Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Âu Hào trong Dã Man Sinh Trưởng đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực có diễn xuất khá tốt, tuy nhiên nói về mức độ nổi tiếng thì chưa thể sánh bằng Triệu Lệ Dĩnh. Vậy nên việc Âu Hào sẽ chịu áp lực lớn từ truyền thông và dư luận là điều khó tránh khỏi.